Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Hà Nội khẩn trương dồn toàn lực khắc phục hậu quả sau siêu bão Yagi. Sáng nay ngày 8 tháng 9, sau ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, các cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội tiếp tục thống kê thiệt hại, đồng thời huy động mọi lực lượng, phương tiện, thiết bị tập trung khắc phục hậu quả. Tại quận Đống Đa, cán bộ, hội viên phụ nữ quận kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các hộ dân đang phải di dời tránh bão, vệ sinh, dọn dẹp các tuyến phố. Tại quận Cầu Giấy, các cấp hội cũng đã xuống đường, tổng vệ sinh, tham gia thu dọn cây đổ, góp phần giúp đường thông, hè thoáng. Theo như thông tin, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại quận Ba Đình, có 3 người bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng được cấp cứu. Toàn quận có 329 cây đổ, đã xử lý 279 sự cố, một số sự cố về đường điện đến nay đang tiếp tục được xử lý. Đặc biệt, lúc 17 giờ 15 phút ngày 7 tháng 9, anh CMC, sinh năm 2002, ở thôn Trung, thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, điều khiển xe máy qua ngõ 126 Trần Duy Hưng bị cây đổ vào, đã không qua khỏi. Thị xã Sơn Tây, cơn bão số 3 đã khiến 848 cây xanh các loại gãy, đổ, cùng với nhiều sự cố về đường điện trên địa bàn. Nhiều nhà dân bị tốc mái, 3 ngôi nhà mái tôn bị đổ sập do cây đổ, 11 đoạn đường bao bị đổ, tổng chiều dài 370m, nhiều hecta hoa màu của bà con bị hư hại. Trước thiệt hại lớn mà bão số 3 để lại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn yêu cầu các lực lượng chức năng khơi thông cống rãnh, kênh mương, đảm bảo thông thoáng dòng chảy, tập trung chỉ đạo các trạm bơm tiêu vận hành kịp thời, hết công suất khi mưa lớn để giảm thiệt hại sản xuất nông nghiệp. Theo ghi nhận, tại quận Hai Bà Trưng, bão số 3 khiến 3 người bị thương nhẹ, làm hư hại 12 xe ô tô, 4 xe máy do cây đè. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung đã có mặt tại các địa điểm bị ảnh hưởng nặng nhất từ cơn bão số 3 như các tuyến phố Dương Văn Bé, Trần Đại Nghĩa, Lò Đúc để chỉ đạo các lực lượng tập trung, quyết liệt xử lý kịp thời các sự cố, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân. Huyện Thạch Thất, bão số 3 đã làm sập nhiều nhà kho, tốc mái, hư hại nhiều hecta hoa màu của bà con. May mắn không có thiệt hại về người. Để khắc phục hậu quả sau bão số 3, huyện đã huy động 677 người, nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng. Huyện Thanh Trì, tính đến 6 giờ sáng ngày 8 tháng 9, trên địa bàn có 3.597 cây xanh gãy đổ. Hiện đang tiếp tục huy động lực lượng để xử lý, bảo đảm giao thông thuận lợi. Toàn huyện có 3 điểm ngập úng, 19 lộ, nhánh đường dây trung thế bị mất điện, 16 cột điện gãy đổ. Huyện Đan Phượng, đến sáng ngày 8 tháng 9, trên địa bàn huyện không xảy ra úng ngập, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất. Các công trình đê điều, thủy lợi vẫn đảm bảo an toàn. Hiện lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Đan Phượng đang tập trung xử lý cây xanh gãy đổ. Công ty điện lực Đan Phượng đang tập trung khắc phục sự cố về điện. Các xã, thị trấn cũng đã huy động lực lượng tại chỗ cùng nhân dân khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Lực lượng đoàn viên, thanh niên thủ đô sáng nay ngày 8 tháng 9 tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ, vệ sinh môi trường, thăm hỏi người già neo đơn, hỗ trợ người dân sửa sang nhà cửa, hỗ trợ và bảo đảm nhu yếu phẩm cho người dân. Quận Đống Đa đến 5 giờ ngày 8 tháng 9 có 538 cây xanh gãy đổ, nhiều sự cố về điện, hư hỏng nhiều tài sản của bà con. Ủy ban Nhân dân quận cũng đã chỉ đạo các phường tổ chức di chuyển 110 hộ trên 367 nhân khẩu tại các nhà xuống cấp, nguy hiểm đến vị trí an toàn, cấp phát đầy đủ trang thiết bị và nhu yếu phẩm. Huyện Gia Lâm, trưởng phòng kinh tế huyện Nguyễn Tiến Hoàng thông tin, toàn địa bàn có khoảng 79 hecta lúa, 150 hecta, 40 hecta cây ăn quả tại xã Cổ Bi, Dương Hà, Yên Viên, Yên Thường bị ảnh hưởng, 1.900 cây ăn quả, cây xanh bóng mát tại các xã bị bật gốc, nghiêng, gãy đổ. Ngoài ra còn có 119 công trình nhà bị tốc mái tôn, mái tum, 13 cột điện bị đổ, gãy. Các sự cố về điện đang được công ty điện lực Gia Lâm đang tiến hành khắc phục, sửa chữa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền cho biết, huyện đã huy động 1.600 người, gồm các lực lượng khắc phục hậu quả của bão, chủ động rà soát các công trình nhà ở nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Quận Hoàng Mai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận thông tin, tính đến 5 giờ ngày 8 tháng 9, trên địa bàn có 7 ô tô hư hỏng, 3 trường học tốc mái tôn, có 1.070 cây đổ, 38 mái tôn và 8 biển quảng cáo bay văng và 36 cột điện bị đổ. Các lực lượng cơ sở và đơn vị chuyên ngành đang tập trung khắc phục thiệt hại. Hiện các trục đường chính, Giải Phóng, Ngọc Hồi, đường 2,5, Tam Trinh, Lĩnh Nam, Đỗ Mười, Vành Đai 3, Trương Định đã cơ bản được thu dọn, bảo đảm giao thông thông suốt. Các tuyến đường nhánh đang tiếp tục được thu dọn, cố gắng hoàn thành trong ngày 8 tháng 9. Quận Hoàn Kiếm, theo thống kê, tính đến 6 giờ ngày 8 tháng 9, bão số 3 đã khiến 286 cây xanh trên địa bàn gãy đổ, 22 cây xanh bị gãy cành lớn, rải rác tại 18 phường, có 3 người bị thương nhẹ do cây đổ vào nhà, hư hỏng nhiều cột đèn. Quận Hoàn Kiếm đã vận động tổng số 707 người di rời từ khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Quận Thanh Xuân không có thiệt hại về người nhưng một nhà bị tốc mái và nhiều mái nhà dân hư hỏng.
Quận cũng là địa phương có thiệt hại về cây xanh đô thị lớn với 370 cây bị gãy đổ. Trong ngày 8 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận tiếp tục chỉ đạo các đơn vị và các phường khắc phục, đảm bảo sinh hoạt cho nhân dân, đồng thời theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết, dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn để có biện pháp chủ động ứng phó kịp thời. Quận Bắc Từ Liêm, tính đến 7 giờ ngày 8 tháng 9, có 225 hộ cần phải di rời, 30 nhà bị tốc mái, 4 nhà bị sập đổ, 594 cây xanh bị đổ, 83 hecta hoa màu bị ngập. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn quận đã chỉ đạo các đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường khẩn trương khắc phục ngay các sự cố, đảm bảo sinh hoạt của nhân dân. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội rạng sáng ngày 8 tháng 9 điều động 400 cán bộ, chiến sĩ và 14 phương tiện chuyên dùng của lực lượng chủ lực phối hợp lực lượng tại chỗ giúp địa phương khắc phục hậu quả cây đổ tại 8 quận. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quân đội, dân quân tự vệ giúp nhân dân thu hoạch hoa màu các vùng ngập úng, thăm hỏi, động viên các gia đình gặp nạn. Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với các chính quyền địa phương di rời 249 hộ dân với 690 nhân khẩu tại địa bàn có nguy cơ sạt lở, sập đổ nhà. Lực lượng dân quân tự vệ tại các địa phương đã trợ giúp nhân dân chằng, buộc nhà cửa, di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Quận Hà Đông, theo báo cáo nhanh đến 5 giờ ngày 8 tháng 9 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận, bão số 3 đã khiến hơn 700 cây xanh đô thị bị gãy, đổ. Đã có một nhà dân bị sập do cây đổ, 22 nhà dân bị tốc mái tôn, 9 ô tô bị hư hỏng do cây đổ đè vào, một số tường rào cơ quan, đơn vị bị đổ. Quận đã huy động 329 người, nhiều vật tư, trang thiết bị khẩn trương xử lý cây xanh đổ gãy, tiếp tục tổ chức 350 cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn hỗ trợ các đơn vị, phường khắc phục hậu quả cơn bão. Tại quận Long Biên, cơn bão số 3 đi qua địa bàn làm 929 cây gãy đổ. Do ảnh hưởng của cơn bão nên phường Cự Khối đã di rời 8 người khỏi một nhà trọ bị tốc mái. Ủy ban nhân dân phường đã bố trí nơi ở tạm tại nhà văn hóa tổ dân phố số 4. Quận Tây Hồ, 243 cây xanh bị bật gốc, gãy đổ, đến nay đã giải tỏa xong. Hiện quận Tây Hồ tiếp tục vận động di rời các hộ dân tại khu tập thể P16A Thụy Khê. Chánh văn phòng quận ủy Tây Hồ Hoàng Mạnh Tiến cho biết, quận sẽ tiếp tục tổ chức trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết để kịp thời triển khai các phương án phòng chống thiên tai và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả. Tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, đến 5 giờ sáng nay, ngày 8 tháng 9, các đơn vị duy trì cây xanh đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện giải tỏa, thu dọn được trên 570 cây đổ, khoảng 500 cành gãy. Hiện nay, các đơn vị đang tiếp tục giải tỏa các trường hợp còn lại theo nguyên tắc, ưu tiên theo thứ tự giải quyết giải tỏa phục vụ đảm bảo giao thông, các tuyến đường trọng điểm, trục chính, nơi có các cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện. Các đơn vị duy trì cây xanh sẽ tập trung toàn bộ nhân lực, trang thiết bị để triển khai giải tỏa cây đổ, cành gãy cùng với sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân quận, huyện, các đơn vị chức năng, các đơn vị duy trì cây xanh, thoát nước, chiếu sáng. Về diễn biến mưa, thời điểm hiện nay trên địa bàn thành phố có mưa diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 150 đến 300 mm. Cho đến 5 giờ sáng ngày 8 tháng 9, thành phố đã xảy ra 19 điểm úng ngập cục bộ, đến nay đã khắc phục còn 5 điểm ngập. Các điểm ngập trên đang được các đơn vị thoát nước xử lý, dự kiến đến 8 giờ sáng nay sẽ hết ngập nước. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết, các lực lượng của công ty đang tập trung xử lý các cây đổ xuống cây mương, sông hồ, thu dọn vệ sinh lá cây, rác trên các ga thu và phối hợp hỗ trợ các đơn vị, địa phương thu dọn cây đổ trên đường phố, đồng thời tiếp tục ứng trực, chủ động thoát nước cho các trận mưa tiếp theo. Các sự vụ khác đang được xử lý, giải tỏa kịp thời. Các lực lượng đã xử lý xong 106 trên 181 sự vụ và đang tiếp tục khắc phục trong thời gian sớm nhất, đảm bảo công tác chiếu sáng đô thị. Việc khắc phục dự kiến xong trong ngày 8 tháng 9. Quận Nam Từ Liêm, suốt đêm 7 rạng sáng ngày 8 tháng 9, các lực lượng của quận Nam Từ Liêm đã tập trung khắc phục sự cố tại địa bàn, các phường và tuyến đường, phố trên địa bàn. 1.148 người đã được huy động để khắc phục sự cố do bão số 3 gây ra trong đêm ngày 7 tháng 9 và rạng sáng ngày 8 tháng 9. Toàn bộ lực lượng phòng chống bão làm việc xuyên đêm. Tính đến 5 giờ ngày 8 tháng 9, trên địa bàn quận có 557 cây đổ với 121 cây gãy cành. Ủy ban nhân dân các phường đã chủ động phối hợp với đơn vị quản lý cây xanh di rời, đảm bảo an toàn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm Phùng Ngọc Sơn cho biết, trong hôm nay, quận tiếp tục vận hành các trạm bơm để tiêu thoát nước cho các khu vực sản xuất nông nghiệp và khu dân cư bị ngập úng. Cảnh báo những tuyến đường ở Thanh Hóa bị sạt lở, ngập nước sau bão. Ngày 8 tháng 9, do ảnh hưởng của mưa bão số 3, trên địa bàn các huyện miền núi Thanh Hóa tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở đường, ngập tràn gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông. Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa cho biết, qua thống kê đến 7 giờ sáng ngày 8 tháng 9, trên địa bàn có 10 điểm sạt lở xảy ra trên quốc lộ 15, quốc lộ 15C, quốc lộ 16, quốc lộ 217. Ngoài ra, mưa lũ cũng đã gây ra ngập tràn cửa dụ km 22+550 hay DT519B tại xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, mực nước ngập sâu là 0,35m gây tắc đường.
Trên quốc lộ 15 qua địa phận huyện Quan Hóa xuất hiện vết nứt ta luy dương có nguy cơ sạt lở với chiều dài khoảng 200m, chiều cao khoảng 15m đến 30m, bề rộng vết nứt khoảng 0,5m đến 1m. Còn tại km 26+050 cũng đã xảy ra sạt lở ta luy dương chiếm 2/3 mặt đường khiến giao thông qua lại khó khăn. Tại km 64+980, km 88+750, km 99+980 thuộc tuyến quốc lộ 15C qua địa phận huyện Mường Lát xuất hiện vết nứt cung trượt ta luy âm dài hàng chục mét, đá lăn gây tắc mặt đường. Tương tự, trên tuyến quốc lộ 16, tại km 11+980, km 32+200, km 34+600, km 35+400, mưa lũ gây sạt lở, cây đổ chắn ngang đường. Tại km 26+750 trên tuyến quốc lộ 217 bị sa bồi rãnh dọc với khối lượng khoảng 60 mét khối. Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa cho biết, hiện nay các đơn vị đã tiến hành phát cây, dọn sa bồi, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các vị trí sạt lở, sụt trượt, đường tràn ngập sâu, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, bố trí người trực gác, hướng dẫn giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.